Từ khi sản phẩm bánh cáy được tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 4 sao, thị trường tiêu thụ mở rộng hơn. Xưởng chế biến thực phẩm bánh kẹo Thiên Đức ở xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng đã mạnh dạn tiếp tục đăng ký thêm 4 sản phẩm kẹo lạc, kẹo vừng, kẹo dồi, bánh chè lam, xây dựng sản phẩm OCOP. Vừa qua, các sản phẩm đã được hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện đánh giá đủ tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Xưởng chế biến thực phẩm bánh kẹo Thiên Đức thời gian qua đã đầu tư các trang thiết bị hiện đại nhằm phục vụ nâng cao chất lượng của tất cả sản phẩm. Và cái thứ hai là phục vụ đầy đủ các số lượng của tất cả các khách hàng trên toàn nước. Cơ sở mong muốn ngày một nhiều hơn các sản phẩm của cơ sở đạt tiêu chí đánh giá 3 sao 4 sao của cấp tỉnh. Có gần 20 năm làm bánh kẹo, cơ sở sản xuất bánh kẹo Đình Mạnh, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, song vẫn giữ được hồn cốt món quà quê bình dị của Thái Bình. Vì thế, vừa qua, các sản phẩm bánh cáy, kẹo dồi lạc, kẹo dồi vừng, kẹo gạo lứt, kẹo lạc, kẹo vừng của cơ sở đã được Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP 4 sao. Đây chính là cơ hội để cơ sở xây dựng thương hiệu bền vững, củng cố niềm tin của người tiêu dùng với các loại bánh kẹo đặc sản cổ truyền của dân tộc. Năm vừa qua là cũng cơ sở là quyết định là đăng ký OCOP là 6 sản phẩm để muốn cái sản phẩm của mình nó được đăng ký được cái nhãn hiệu thương hiệu của OCOP để cho cái sản phẩm của mình để cho đến người tiêu dùng người ta tin tưởng và nó phát triển. Khi mà mình đã đăng ký được cái sản phẩm OCOP và đạt tiêu chuẩn rồi thì cơ sở cũng có nhiều cái triển vọng phát triển, một là thành lập những cái gian hàng để giới thiệu cái sản phẩm OCOP ở từng vùng miền và tham gia vào các cái chuỗi sản phẩm OCOP của các vùng miền. Được chứng nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm được gắn mã vạch truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, khách hàng mọi miền Tổ quốc yên tâm tin tưởng sử dụng sản phẩm bánh kẹo truyền thống nổi tiếng của Đông Hưng. Hiện, các cơ sở đều phải nâng công suất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Mỗi cơ sở sản xuất từ 5 đến 8 tấn bánh kẹo trên một ngày, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Tôi làm đây được gần chục năm rồi. Công việc ở đây thường bây giờ lương tháng là được 6-7 triệu. Còn làm thì đã có máy móc nó hỗ trợ. Là địa phương có nhiều tiềm năng về nguồn nông sản, huyện Đông Hưng đã lựa chọn những sản phẩm có lợi thế để phát triển thành sản phẩm OCOP. Đến nay, huyện đã xây dựng được 3 sản phẩm OCOP 4 sao, 3 sao, đánh giá phân hạng 14 sản phẩm khác. Trong đó, 11 sản phẩm OCOP 4 sao là bánh kẹo truyền thống làng Nguyễn và đang lựa chọn tiếp tục xây dựng thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng thành sản phẩm đặc thù của địa phương. Trong thời gian tới thì huyện tiếp tục chỉ đạo các xã rà soát lại tất cả các sản phẩm của các làng nghề, các sản phẩm truyền thống của địa phương, quan tâm, chỉ đạo cũng như tạo điều kiện để cho các cơ sở sản xuất, người lao động đầu tư vốn, công nghệ, thực hiện tốt vấn đề là an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa để nâng cao cái uy tín cũng như được cái giá trị của sản phẩm. Bánh cáy và nhiều loại bánh kẹo là sản phẩm chủ lực có thế mạnh của Đông Hưng ngày càng khẳng định được vị trí trên thị trường, nhất là từ khi được công nhận sản phẩm OCOP và sẽ trở thành đặc sản vươn xa khỏi làng Nguyễn, góp phần xây dựng hình thành thương hiệu bánh kẹo Thái Bình.